cao vệ của Chelsea sẽ gồm có 4 cái tên. Đó là Malo Gusto, Di Sassi, Levi Colwill và Ben Chilwell. Di Sassi. Man City cũng đang đẩy cao đội hình của mình lên để tạo ra một thế trận áp sát. Đường chuyền không tốt của Kevin De Bruyne. Malo Gusto. Rodri. Rodri dứt điểm. Di Sassi. Vẫn đang là cầu thủ Chelsea. Rất hay. Cơ hội. Bắt vô lê là của Alvarez. Thật khó để thổi phạt Di Sassi trong tình huống tranh chấp với Akanji vừa rồi. Erling Haaland vừa ngã xuống. Và tuyến 2 thuộc về Man City. Cơ hội. Alvarez không thể vượt qua cầu thủ tiếp theo bên phía phòng ngự của Chelsea. Petrovic. Di Sassi. Doku. Haaland. Cho đến lúc này thì Raheem Sterling đã có được 3 bàn thắng và 3 kiến tạo vào lưới của Man City. Sau tổng cộng 9 trận đấu đã qua, trận thứ 9 này thì trận đấu vẫn đang diễn ra. Vừa rồi làm tình huống can thiệp kịp lúc của Di Sassi. Nếu không thì bóng đã tới được với Erling Haaland. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đầu tiên. Đánh đầu, rất nguy hiểm. Lại là Di Sassi. Những tình huống hiện diện cứu thua rất xuất sắc của Di Sassi. Man City đang làm tất cả những gì để có thể ghi được bàn vào lưới của Chelsea. Còn Chelsea thì ngược lại, họ lấy hết sức mình để ngăn cản trái bóng. Và họ đang làm được điều đó tốt hơn so với đối thủ của mình. Rodri. Doku. Di Sassi đang chơi lăng xả. Và sau mỗi lần phá bóng, đó là một động tác rất quyết tâm của Di Sassi. Đã có sự bọc lót của Di Sassi cho Malo Gusto. Vẫn đang là Doku. De Bruyne. Và phần nào đó là Oscar Bob, là những cầu thủ có thể được tung vào sân. Những đường chuyền chính xác của Chelsea. Tiếp tục là Doku. Doku làm gì? Ngày hôm nay thì Di Sassi đang có những pha bọc lót tốt cho những đồng đội của anh. Alvarez cũng đã băng vào. Doku. Dứt điểm. Cơ hội. Không vào. Đây là cú bắt vô lề của Phil Foden. Lại một lần nữa người ngăn cản là Di Sassi. Và sau đó là Colwill. Doku. Haaland bứt lên rất nhanh. Có thể thấy sức dẫn tuyệt vời của Erling Haaland. Ở một đoạn ngắn thì Erling Haaland đã nỗ lực để vượt màn Di Sassi. Tiếp tục là đợt tấn công của Man City. Chúng ta một lần nữa nhìn thấy những bước chạy rất nhanh. Và thậm chí là bóng đã đổi hướng, nhưng Petrovic vẫn ngăn cản được cú đá này. Di Sassi. Ake, Rodri và Haaland đang chuẩn bị băng vào. Đánh đầu. Giờ thì Man City cũng sẽ chờ đợi nhiều hơn những tình huống tỉa bóng của Rodri. Bóng đã quay trở lại với các cầu thủ Man City. Và đương nhiên rồi, với họ vào lúc này tấn công là trên hết. Đường chuyền. Silva. Foden. Rodri.
Rodri. Những khoảnh khắc rất hồi hộp. Pha bóng an toàn của Di Sassi.